Hóa ra đây là kẻ cắp khiến hóa đơn điện tăng chóng mặt. Ông tơ điện quay nhanh như gió khiến cho số tiền điện cuối tháng tăng chóng mặt. Điều này khiến không ít hộ gia đình méo mặt khi rút ví trả tiền. Một số thiết bị điện vẫn tiêu hao lượng điện không hề nhỏ ngay cả khi đã tắt, khiến gia đình bạn phải trả thêm một khoản tiền vô nghĩa cho hóa đơn tiền điện hàng tháng. Điều hòa. Điều hòa nhiệt độ được xem là thiết bị điện ngốn nhiều điện năng nhất trong gia đình. Một chiếc điều hòa 9.000 BTU, công suất dao động từ 800 đến 850 Ohm, tiêu tốn khoảng 0,85 kWh, gần một số điện, trong một giờ. Trong khi đó, chiếc điều hòa nhiệt độ 12000 BTU, công suất 1.500 Ohm, sẽ tiêu tốn của gia đình bạn 1,5 số điện sau một giờ sử dụng. Thậm chí, ngay cả khi đã tắt bằng điều khiển, thiết bị vẫn ngầm tiêu thụ điện năng. TV. Không ít người có thói quen tắt TV bằng điều khiển để cho tiện và tiết kiệm thời gian. Thế nhưng bạn có hay biết rằng, trong trường hợp này, thiết bị sẽ được chuyển sang chế độ chờ và vẫn liên tục tiêu thụ một lượng điện không hề nhỏ. Qua các thí nghiệm, con số này có thể lên đến hơn 24 Ohm mỗi ngày cơ đấy. Sạc điện thoại. Sạc điện thoại là vật dụng cực gần gũi, nếu không muốn nói là gần bất ly thân với nhiều người. Dẫu vậy, bạn có tin chiếc sạc điện thoại vẫn luôn âm thầm ngốn điện nhà bạn, cho dù bạn không kết nối với chiếc máy của mình. Dù mức công suất này khá thấp, chỉ khoảng 1,2 W nhưng qua thời gian đây không còn là con số nhỏ, nhất là khi trong nhà bạn sở hữu nhiều hơn một chiếc smartphone. Đầu kỹ thuật số của TV. Theo tính toán, nếu chỉ tắt mà không rút điện, mỗi ngày bộ thu kỹ thuật số của TV tiêu tốn mức điện năng khoảng 22 Ohm. Nhân lên với cả tháng 30 ngày quả là con số không nhỏ, phải không? Để máy tính, để bàn và laptop ở chế độ ngủ. Ảnh minh họa. Máy tính, để bàn và laptop sẽ vẫn hoạt động ngầm, ngay cả khi bạn tắt chúng bằng lệnh turn off. Trung bình, các thiết bị này sử dụng khoảng 96 Ohm mỗi ngày, tức là mỗi tháng. Lượng điện tiêu thụ của cả gia đình sẽ bị đội lên khoảng 3 số điện vô ích cho mỗi chiếc máy tính trong nhà. Ngoài ra, con số này sẽ còn cao gấp 1,5 lần nếu bạn có thói quen để máy ở chế độ chờ standby. Thiết bị có màn hình hiển thị giờ. Đồ điện gia dụng có màn hình hiển thị giờ như máy giặt, lò nướng, lò vi sóng, bếp từ, nồi cơm điện. Thực sự là thiết bị ngốn điện nhà bạn ác liệt đấy. Những chiếc màn hình nhỏ tí xíu này lại sử dụng đến 108 Ohm điện trong 24 tiếng, bởi ngoài chức năng hiển thị giờ, nó còn giữ một sự kết nối đến toàn bộ hệ thống của thiết bị nữa. Bằng cách rút phít cắm của thiết bị này, bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trả tiền điện đó nha. Bếp từ. Ngoài ra, bếp từ cũng nằm trong danh sách các vật dụng hao tốn điện nhiều nhất, nhưng nhà mình thỉnh thoảng mới xài nên không đáng kể cho lắm. Mẹo đơn giản tiết kiệm điện khi dùng đồ gia dụng. Không ngắt điện tủ lạnh khi không sử dụng. Việc ngắt điện tủ lạnh và không sử dụng trong một thời gian sẽ khiến cho các dàn nóng và lạnh bên trong máy bị oxy hóa và nhanh hỏng. Đồng thời, khi bạn khởi động lại thì tủ lạnh cũng sẽ tiêu thụ một lượng điện năng để làm lạnh lại từ đầu gây tốn điện. Không cho quá nhiều thức ăn trong tủ lạnh. Nhiều người vẫn nghĩ bỏ nhiều thức ăn vào tủ lạnh làm lạnh một lần để tiết kiệm. Tuy nhiên, việc làm này sẽ khiến cho tủ lạnh phải hoạt động với công suất cao để làm lạnh hết các thực phẩm bên trong tủ, phải tiêu tốn thêm nhiều năng lượng hơn so với bình thường. Tắt đèn khi ra khỏi phòng, đây chính là thói quen của rất nhiều người nhằm tiết kiệm năng lượng nhà khi không sử dụng. Tuy nhiên, cách này chỉ đúng với đèn sợi đốt, còn đèn huỳnh quang thì không. Việc bật tắt đèn huỳnh quang nhiều lần sẽ càng tốn điện hơn. Thế nên, nếu bạn ra khỏi nhà trong vòng 15 phút trở lại thì không cần phải tắt đèn. Lò vi sóng. Không nên bật lò vi sóng khi trong phòng có máy lạnh hoặc đặt gần các đồ điện khác. Đồ đựng thực phẩm trong lò phải bằng thủy tinh, đồ sứ hoặc gốm. Tránh dùng đồ kim loại vì chúng hút nhiệt, làm thực phẩm lâu chín, gây hao điện. Luôn đóng kín cửa lò khi hoạt động để tránh thất thoát vi sóng ra ngoài, làm giảm hiệu quả của lò và tốn điện. Bình đun siêu tốc,
Chọn mua bình đun siêu tốc có dung tích phù hợp với nhu cầu của gia đình để tránh việc đun nước nhiều lần trong ngày, gây lãng phí điện. Tránh đun trong phòng có điều hòa nhiệt độ hoặc để trước luồng gió của quạt. Bàn ủi áo quần, nên chọn những loại bàn ủi có chất chống dính với mức công suất từ 1.000 Ohm âm 1.200 Ohm, vì những loại bàn ủi này không chỉ dễ ủi mà còn tiết kiệm được điện năng tiêu thụ. Không dùng bàn ủi trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ, khi điện chập chờn hoặc là khi quần áo còn ướt sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng. Khi ủi, nên cài nhiệt độ thích hợp cho từng loại vải. Theo khỏe và đẹp.